Trẻ em vốn hiếu động nên rất hay té ngã. Khi trẻ ngã đập đầu xuống đất, tuy trường hợp có thể không gây ảnh hưởng quá nhiều, nhưng cũng có trường hợp dẫn tới chấn thương đầu nghiêm trọng. Ấy, nó ngồi đây nó chơi con ngựa này nè, xong rồi á có kem chạy qua, cái nó kêu nó muốn ăn kem, chị mới chạy ra mua kem bỏ đây thì té đập đầu. À, chị nói gì? Nó té đập đầu. Chị nói. Nó có bị triệu chứng nôn ói hay là đau đầu hay là bị một cái triệu chứng gì khác không? Chắc đi khác. Yên tâm đi, nó chỉ hơi u đầu thôi. Cho nên là chắc không sao đâu. Trong cái tình huống vừa rồi trẻ bị té ngã thì phụ huynh có nói rằng là không có bị nôn mửa nè, không có bị đau đầu dữ dội, cho nên là không sao đâu. Thì điều này có đúng không ạ? Cái điều này nó không có chính xác. Tại vì não bộ là một cái cấu trúc được bảo vệ bởi cái hộp sọ của mình. Thì trong những cái trường hợp mà cái lực tác động vào đầu quá lớn thì não có thể bị đụng vào cái thành xương cứng là vỡ hộp sọ luôn. Thì có thể dẫn đến là não bị bầm, bị dập, chảy máu do mạch máu trên não bị xuất huyết. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề xử trí khi trẻ bị té ngã đụng đầu, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.